quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân Phật tử lời kính chúc an lành trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật và lời chào mừng đạt hoan hỷ. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý hiền vị, kinh đại Niết Bàn phẩm quang minh biến chiếu, Đức Phật có dạy rằng: này thiện nam tử, có hai hạng người cao quý ví như hoa yêu đàm nát hương, một là làm ơn, hai là nhớ ơn. Nhớ ơn hay báo ơn Đức Phật là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của người con Phật, đồng thời thấm đẫm đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp nối truyền thống nhân văn yêu nước thương nòi bao đời để lại của công đức sâu dày của tổ tiên, cũng là một trong bốn trọng ân cao quý. Xuất phát từ đó và tâm nguyện của chư tăng Phật tử, ngôi tổ đường chùa Đại An đã được khởi công động thổ ngày 23 tháng 9 năm 2018, tức là ngày 14 tháng 8 năm Nhâm Tuất. Nhưng do kinh tế gặp nhiều khó khăn, ngôi tam bảo vừa khánh thành, nhiều hạng mục chưa hoàn chỉnh, công nợ còn nhiều, nên việc xây dựng lại tạm hoãn sang năm sau mới đặt móng được. Và cho đến hôm nay, công trình nhà tổ đã được hoàn thành trong niềm hân hoan vui mừng của bao người con Phật. Ngôi tổ đường là nơi tri ân sâu sắc đến các bậc tổ sư, khai sáng ra ngôi Già Lăng có được niềm vui trọn vẹn cho ngày hôm nay. Đó chính là nhờ sự gia hộ của chư Phật, nhờ sức chú nguyện của chư Tôn Đức Tăng Ni, sự giúp đỡ tạo duyên của các quý đạo hữu Phật tử xa gần cùng những người con trên mảnh đất Văn Yên và các mạnh thường quân trên mọi miền đất nước. Tất cả thầy và trò chùa Đại An chúng con đã vượt qua rất nhiều khó khăn vất vả khi kinh tế hạn hẹp, khó khăn chồng chất khó khăn cả về chủ quan lẫn khách quan. Có những thời gian thầy trò định dừng công trình vì không có tiền mua vật liệu và trả công tiền thợ. Biết được điều đó, các mạnh thường quân đã sẵn sàng giúp đỡ như cho gạch để xây chùa, bán chịu vật liệu xi măng, sắt thép. Với những trách nhiệm uống nước nhớ nguồn, để hàng Phật tử hiểu rõ hơn trong giáo lý cuộc sống, tôn sư trọng đạo, nên sư thầy chủ trì cùng bà con Phật tử lại một lần nữa quyết tâm xây dựng ngôi tổ đường trong muôn vàn khó khăn. Với địa bàn là một huyện miền núi, bà con Phật tử phần đa là người già, sống phụ thuộc con cháu, kinh tế tài chính thiếu thốn, nên sự phát tâm công đức để xây chùa còn hạn chế. Nạn dịch Covid-19 bùng phát gây ra biết bao biến động cho cuộc sống của nhân dân trên mọi miền, trong đó có bà con và nhân dân huyện Văn Yên. Song thầy và trò vẫn quyết tâm xây dựng, không ngừng nghỉ, động viên anh em thợ bám trụ xây chùa. Có những đợt chùa phải cách ly với xã hội bên ngoài vì Covid, song thầy trò chúng con vẫn âm thầm xây dựng, và cho đến hôm nay chúng con đã chiến thắng được dịch bệnh, công trình nhà thờ tổ đó hoàn thành và làm thêm được công trình cổng tam quan khang trang to đẹp. Có được những thành quả như ngày hôm nay, thầy chủ trì của chúng con biết bao đêm không ngủ, lo toan mọi công việc cho cả hai chùa. Gánh nặng đạo và đời quằn trên đôi vai của thầy. Có những ngày bị ốm, nằm trên giường bệnh, thầy vẫn hỏi: công việc đến đâu rồi bà? Nhìn đôi mắt được buồn của thầy, chúng con biết thầy đang lo lắng, bởi công trình còn dang dở, các chướng duyên phía trước còn nhiều. Khi khỏi, thầy lại lao vào công việc, chư đảo đất trồng cây, động viên Phật tử xa gần đoàn kết để vượt qua khó khăn. Thật đúng là thầy trong tấm áo lâu sòng mà tình thương hơn đại dương. Thật là bình dị, thầy thật là bình dị mà tấm lòng cao cả. Và nữa, chùa Đại An chúng con có rất nhiều các Phật tử ngày đêm miệt mài về chùa làm công quả. Có những Phật tử trên 80 tuổi, lưng còng,
vẫn về quét chùa, nhổ cỏ, nhặt rác để ngôi chùa thêm sạch đẹp. Hàng tuần cứ ngày chủ nhật được nghỉ học, lại có hàng đoàn các cháu thanh thiếu niên Phật tử về chùa tu học và quét dọn. Hòa cùng với sự phát triển của đất nước, của tỉnh Yên Bái, của huyện Văn Yên, chùa Đại An chúng con cũng đang vươn lên trong tiến trình xây dựng và phát triển đó. Mặc dù hôm nay chúng con đã mừng đại lễ khánh thành ngôi tổ đường và cổng tam quan, song các hạng mục vẫn chưa được hoàn chỉnh hết, như cổng tam quan vẫn còn thiếu bộ cửa, công nợ vẫn còn nhiều, cho nên chúng con xin kính cẩn trên nương nhờ uy lực của mười phương tam bảo minh huân gia hộ, nhờ sức lực chú nguyện của hiện tiền chư tôn đức tăng ni, và chúng tôi xin tha thiết kêu gọi sự phát tâm trợ giúp gieo duyên lành của quý Phật tử thiện nam tín nữ gần xa cùng các mạnh thường quân ủng hộ tinh tài tinh vật để ngôi tổ đường và cổng tam quan được hoàn thiện hơn. Thật vậy, Đức Phật có dạy rằng Phật pháp xương minh do tâm già hoàng hóa, thiền môn hưng thịnh bởi đàn tín phát tâm. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý hiền vị, hôm nay dưới ánh hào quang sáng soi của mười phương chư Phật, trước sự chứng minh của chư tôn đức tăng ni cùng với sự tham dự đông đảo của quý liệt vị quan khách và Phật tử xa gần, con xin thay mặt cho hàng Phật tử chùa Đại An, chúng con xin hứa sẽ tinh tấn hơn nữa để hộ trì tam bảo là những hộ pháp tin cậy của thầy trụ trì để xây dựng ngôi chùa Đại An, không những là nơi thờ cúng tâm linh mà còn là một ngôi nhà chung cho tất cả mọi người yêu thương, đùm bọc, văn minh và khang trang to đẹp. Trước khi ngừng lời, con xin kính chúc chư tôn đức tăng ni pháp thể thanh an, tuệ tăng thường chiếu, Phật sự viên thành. Tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu đại diện cho các cấp chính quyền mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong chặng đường đổi mới và đi lên của đất nước. Xin kính chúc và cảm ơn tấm lòng của các thiện nam tín nữ nhân dân Phật tử đã phát tâm bồ đề để khánh thành đạt thành công. Chúc các quý vị mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Chúc đại lễ hôm nay đạt thành công, đạt viên mãn. Nam mô